Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay một số cảnh ở dưới cái quê của mình nha. Thì dưới Kiên Giang mình thì nó cũng không biết có dính bão không, mà nó mưa, có mưa chắc có dông, chắc cũng dính mà dưới ít đó mọi người. Rồi mình cũng sẽ quay cho mọi người xem một số cái cảnh là mưa mười xem nhé. Thì mưa này thì mình cũng chưa có ra được clip mới được mọi người, thì hết mưa mình sẽ tranh thủ mình ra thêm nhiều clip mới hấp dẫn cho mọi người xem nha. Bây giờ mọi người xem cảnh quê hơn mình thì mưa nó rất là ít cho mọi người. Mình quay mọi người xem đó, mọi người thấy không, mưa thì nó cũng lâm râm mà có đêm á, có đêm thì nó có dòng nha mọi người, đêm dòng cũng hơi lớn á. Lúc sáng thì mưa cũng là lâm râm nè, nhằm lúc mưa lớn đó. Mình sẽ quay một xíu cho anh em xem đó. Rồi một xíu mình sẽ quay cho anh em xem một số cái video mà trời lũ lụt ở bên miền Trung nha mọi người. Miền Trung nó lụt lớn lắm. Ủa gì? Bão chứ, bão lớn chứ mình nói nhầm nha mọi người. Miền Trung thì bão nó hơi bị nó lớn, cho mình thì nó không có bị dính. Không biết có bị dính không, mà bên mình thì dông bão nó ít lắm mọi người à. Mưa chỉ có mưa một ít gió to thôi. Mình sẽ quay nè. Dòng hồi tối nè mọi người, nó gớt lá rồi đó, lá trên nóc nhà nó gớt xuống, mọi người thấy không đó. Ở ngoài đường rồi mưa lâm râm vậy nè mọi người đó. Ngâm ngâm thì dạ không sao nha, mình sẽ cập nhật cho anh em một số hình ảnh về dùng bão ở ngoài miền Trung cho anh em xem nha.